Thưa quý vị, nhân dịp Công an thành phố Đà Nẵng phá thành công chuyên án truy xét 423V, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm và chúc mừng Công an thành phố. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã phá thành công chuyên án 423V, bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại chi nhánh ngân hàng VietinBank số 1 Đống Đa, quận Hải Châu. Đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra trong thời gian gần đây, nhưng với tinh thần quả cảm, mưu trí, có sự phối hợp nghiệp vụ của công an các tỉnh bạn, trong vòng 36 giờ đã bắt nhanh đối tượng gây án. Bí thư Thành ủy tin tưởng trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an thành phố. Đồng thời, đề nghị Công an thành phố tiếp tục hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ công tác phòng chống tội phạm tại các chi nhánh ngân hàng để không xảy ra các vụ cướp tương tự. Thông qua cái chuyên án này thì cũng cho thấy cái trình độ rồi cái tinh thần trách nhiệm của Công an thành phố trong việc đấu tranh phá các chuyên án, nhất vào cái thời điểm mà chúng ta nhạy cảm là khi chúng ta chuẩn bị đón một cái mùa du lịch. Cái việc mà xảy ra cái vụ việc trên địa bàn thành phố cũng có một cái tác động rất lớn về mặt tư tưởng, dư luận của quần chúng nhân dân, rồi cái sự thu hút của thông tin truyền thông. Thời qua đây cũng tôi đề nghị rút ra một số các cái bài học kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ đấu tranh truy xét với các cái đối tượng và những cái hành vi phạm tội tương tự. Cái thứ ba nữa là cũng qua cái vụ án này cũng phải cho thấy cái việc quản lý các cái đối tượng trên địa bàn chúng ta cũng cần phải có cái tiếp tục phải rà soát và quản lý chặt chẽ hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xử lý. Dịp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã khen thưởng ban chuyên án 423 Công an thành phố Đà Nẵng trong đấu tranh bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại chi nhánh ngân hàng VietinBank số 1 Đống Đa, quận Hải Châu. Như tin chúng tôi đã đưa, trưa ngày 20 tháng 4, đối tượng Lê Phú Cao, 32 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang tạm trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Ninh Chiểu, xông thẳng vào phòng giao dịch của ngân hàng VietinBank tại địa chỉ số 1 Đống Đa để uy hiếp, buộc nhân viên ở đây đưa 648 triệu đồng và một điện thoại di động, sau đó lên xe tẩu thoát. Bằng tinh thần quyết tâm cao, toàn lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã tập trung lực lượng truy xét. Sau hơn một ngày ráo riết truy tìm, Lê Phú Cao đã bị bắt giữ. Mở mắt ra nhìn